Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay sẽ là tiền đạo người ngoài hành tinh Ronaldo mùa giải MC với mức thẻ cộng 5. Dù ra mắt đã lâu, nhưng nếu quan sát trên thị trường chuyển nhượng, Rô béo MC vẫn được các huấn luyện viên săn đón rất nhiều. Điều đó không phải là ngẫu nhiên, bởi sau ngần ấy thời gian, huyền thoại người Brazil vẫn giữ được những phẩm chất vốn có của mình. Và điều đầu tiên mà mình muốn đề cập là về AI di chuyển. Cựu tiền đạo của Real Madrid vẫn có được những pha chạy chỗ không bóng, tách người rất thông minh. Cùng với đó là khả năng chọn vị trí tốt trong vòng cấm, giúp Rô béo thường có cho mình được những tình huống ghi bàn thuận lợi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở thời điểm này, cảm giác Rô béo di chuyển ít tích cực hơn một chút so với trước đây và cũng hay có nhiều tình huống lùi thấp. Và để khắc phục điều này, anh em hoàn toàn có thể xếp Rô béo đá trong sơ đồ hai tiền đạo. Nếu là một người thích hoài niệm cũ, anh em hoàn toàn có thể xếp anh đá cặp cùng với CR7 MC. Thật sự lúc này, song Rô phiên bản MC vẫn sẽ là một cơn đau đầu cho các đối thủ mỗi khi đá cặp cùng nhau, bởi cả hai đều thay phiên nhau chạy chỗ rất khó chịu. Tất nhiên, anh em hoàn toàn có thể chơi CR7 mùa mới hơn. Khi ấy, mình thường xếp Rô béo chơi vị trí CF, còn CR7 ở vị trí ST. Còn nói đến khả năng săn bàn, người ngoài hành tinh Ronaldo vẫn là một con hàng dứt điểm cực kỳ uy tín mỗi khi ra chân trong vòng cấm. Nhưng ở thời điểm này, anh em cần nắng nóng một chút để có thể cấp cứu ra chân chất lượng, đặc biệt là những tình huống dứt điểm ngoài vòng cấm. Về mặt không chiến thì khá thiếu ổn định và anh em trông chờ nhiều vào khả năng chọn vị trí để đón những quả tạt của Rô béo hơn là những tình huống đè đầu cửa cổ đối phương. Về mặt tốc độ, Rô béo không còn quá nhanh như trước, dừng lại ở mức khá ở thời điểm này khi mà tốc độ các CB theo thời gian đã được tăng lên. Nhưng nếu để anh xuất phát sớm, hậu vệ đối phương vẫn có thể bị ngửi khói. Về mặt rê dắt, Rô béo vẫn giữ lại được những tình huống xử lý bóng mềm mại của mình và việc xoay sở trong một không gian hẹp hay đưa bóng qua người vẫn không thể làm khó được người ngoài hành tinh ở lúc này. Về mặt tông hút, với các CB to khỏe ngày nay, Rô béo sẽ gặp vô vàn những khó khăn khi phải tì đè ngang vai với họ. Nhưng nếu anh có lợi thế vượt lên trước thì mọi chuyện lại rất khác. Lúc này, Rô béo sẽ có những pha đè xe che bóng cực kỳ khó chịu, anh trụ cũng khá vững, khiến cho hậu vệ rất khó để có thể cứu được bóng. Còn về mặt ban truyền phối hợp, đó giờ mình vẫn luôn thấy Rô béo truyền trọt tốt hơn chỉ số và điều này vẫn đúng ở thời điểm hiện tại. Đá băng bật với Rô béo vẫn rất ổn áp, ngay cả những đường truyền một chạm, Rô béo cũng rất ít khi truyền hỏng. Đây cũng là một điểm tích cực, bởi nếu Rô béo lùi thấp thì anh hoàn toàn có thể sắm pha thành người kiến tạo cho các đồng đội ở bên trên. Tổng kết lại, ở thời điểm này, Rô béo MC vẫn là một con hàng đáng gờm, có thể đã bị nép đôi chút về mặt AI di chuyển, nhưng với mình, đó chưa phải điều gì đó quá to tát. Nếu có dư giả về mặt tài chính, anh em hãy chơi phiên bản cộng 6. Ở mức này, Rô béo sẽ tích cực di chuyển hơn một chút và dứt điểm có phần ổn định hơn. Còn nếu anh em vẫn cảm thấy chưa hài lòng, thì có thể xếp Rô béo đã cặp với một tiền đạo năng di chuyển hơn, tiêu biểu như CR7 hay Benzema trong team Colorean. Và trên đây là bài review của mình về Ronaldo béo mùa giải MC ở thời điểm hiện tại. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.